Hai chú chè bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em sáng ngày ra vườn thì em thấy được một cái bông hoa nở rất là đẹp luôn nha cả nhà. À, đây là chính là mặt hoa của cúc 150 nha. Đây em mời cả nhà xem nha. À, đây cái cánh của nó rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đó là đặc biệt là cái nhị. Mọi người nhìn cái nét nhị ở trong của nó kìa, rất là dễ thương luôn. À, em sẽ quay xéo cho cả nhà xem nha. À, rất là đẹp luôn và cái tầng cánh của nó xếp cũng rất là đẹp luôn nha. Nè. À. Bởi vì cái cây của em nó rất là nhỏ cho nên là hoa nó cũng không có đủ sức để nở lớn nha cả nhà. Còn nếu mà cây lớn xíu thì hoa của nó rất là đẹp luôn nha. Em sẽ quay cho mọi người xem nè. Đây là mặt hoa của cúc 150 cánh nha. Rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi. Rồi thì em cũng xin được giới thiệu với cả nhà. Thì em cũng có một cái lô cúc 150 ha. Cúc 150 thì cũng có một số cây nó có nụ kim rồi nha. Em thấy một số cây có nụ kim. Thì cái lô này em bán giá với 70.000 một cây. Thì cây cao tầm khoảng 2 tấc rưỡi, 3 tấc, 3 tấc mấy cũng có luôn nha. Thì chỉ có 70.000 một cây thôi. À, em nếu mà lấy 3 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. À, đây là một số nụ kim nó đang tạo ha. Tết nay thì cũng cho được một ít hoa để chơi Tết nha cả nhà. Rồi cái này về lấy bo và chơi Tết là rất là ok luôn. Chỉ có 70.000 một cây thôi. Đây em sẽ quay cả nhà xem nè. Em tầm được vài trăm cây á. À, cây rất là tốt luôn nha. Cây rất là tốt. Cái này về chúng ta dần phân ba số vô nha. À, ví dụ như có thành phần kali và lân nhiều thì nó sẽ tạo nút bự hơn nha cả nhà. Thì 70.000 một cây thôi. À, em ship từ 3 cây và em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Ai thích thì mời liên hệ bên vườn Mai Chiếc Chè Bông.